Vâng, xin chào tất cả các anh chị các bạn đã quay lại kênh Trực Phải Long Official với chủ đề là khóm MD2. Đây là cái cây khóm mẹ sau khi ra trái xong rồi các bạn đã cắt rồi nè. Đó, và mình chờ một thời gian là hôm nay cũng gần 2 tháng rồi. Thì nó ra được khoảng ba cây con. ba cây này các bạn có ba cây à. Một cây dưới dưới đất nè, cặp đất nè, hai cây trên nách nè. Đó, thì cái chồi như vậy á thì người ta gọi là chồi nách nha các bạn chồi nách hạt chồi dưới gốc đó vậy thì cái giai đoạn 2 thì mình chừa những cây nào mình để lại và những cây nào mình tách đi ví dụ như những cây dưới đất này các bạn thì mình thấy như vậy là rất là đạt mình để lại để làm gì mình cho nó lên cái giai đoạn tiếp theo nhưng hai cây ở trên này các bạn thì mình tách ra các bạn tách ra tách ra làm gì để mình à, mình mở rộng dương đó hạt mình bán mình chia cho người khác thì cây như vậy là các bạn tầm khoảng 30 xăng rồi còn cây như vậy là khoảng 20 xăng rồi thì những cây như vậy là mình tách ra đạt đó các bạn để mình tách thử nha các bạn thử xem nó cái ghế nó nhiều không cứng, rất là cứng nha các bạn nên các bạn tách để nha khỏi gãy cũ á Wow Mình lặn lắm mới được á các bạn Cái gốc này nó cứng thiệt chứ Dùm nè Nó còn dính rồi nè Đây gốc vậy là bị thương rồi nè các bạn Tại mình nhổ nó quá đi Đúng ra là mình tách nó ra cái là xong rồi Nhưng mình cho mình dặn nó một xíu nữa Thì cây này thì mình Đem đi trồng thì rất là đạt nha các bạn Cây này thì tầm phấn 30 xăng rồi rất là tuyệt vời luôn đó để chia sẻ các bạn ha đây này gọi là cây này gọi là chỗ nách nha các bạn chỗ nách đó phấn rất là nhiều luôn này các bạn thấy không phấn rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều qua xem qua cái clip à, ngắn về à, việc tách cây à, giống từ à, cây mẹ bố mẹ đó các bạn thì tách như vậy là bị lỗi nha các bạn nên lần sau mình tách đừng có để bị uh, xước như vậy xíu như vậy nhiễm phấn rất dễ bị ảnh hưởng cây đó giờ mình tách cái nó còn tét chỗ này đúng ra là mình tách một phát một thôi mình lúc này mình tách chưa ngọt <laughs> thì mình ươm lại ươm lại cho nó sống lên đi rồi cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở clip tiếp theo à, chúc các bạn Trong khóm em đi hai nhiều thành công và đạt năng suất cao Vâng xin chào